một khung hình đẹp có ánh sáng đúng ra thì anh em còn phải có một cái ánh sáng hiệu ứng để tạo cái điểm nhấn hoặc là tạo một cái nét cá tính riêng cho khung hình của anh em. Thì cái phụ kiện này nó sẽ giúp cho anh em làm được điều đó. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với kênh của Đức. Và ngày hôm nay Đức sẽ hướng dẫn cho anh em cách tạo ra ánh sáng đẹp và lóa mắt như bay mà không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết hoặc là ánh sáng mặt trời. Anh em có thể set bất kỳ hướng nào hoặc là bất kỳ góc nào anh em mong muốn, và còn rất nhiều hiệu ứng nữa, anh em hãy đón xem tiếp clip này nha. Và rồi, và đây là khi anh em có một cái góc vlog nó có những hiệu ứng đèn như vậy. Cảm giác cái góc nó rất là đặc biệt luôn anh em. Và khi mà anh em có những góc như vậy thì cực kỳ chill và rất thu hút người xem nha. Thì đây là cái hiệu ứng gom lại một điểm. Thì bây giờ mình chuyển sang hướng cửa sổ nha. Một cái hiệu ứng ánh sáng cực kỳ đẹp và thú vị cho cái góc vlog của những cái dự án anh em á, thì nó sẽ thật sự chuyên nghiệp. Và chúng ta có hai cái sản phẩm của Nanlite, đó là BJ BM 36 và BJ BM 19. Thì trong hai cái hộp này sẽ có điều gì đặc biệt? Đó, bùm bùm. Được trang bị cho chúng ta một cái hộp rất là cứng cáp và cực kỳ nặng. Thì mình nghĩ rinh một mình rất là thốn anh em. Rất là nặng, để từ mình mở cho anh em xem ha. Rồi, đây cái nhỏ đây. Và vẫn được hỗ trợ, vẫn được tặng cho chúng ta một cái túi giống như cái túi đèn của những dòng Forza, như Forza 60, Forza 60B. Và trong cái túi này sẽ có một cái sản phẩm ánh sáng. Nó không có tạo ánh sáng nhưng nó tạo ra hiệu ứng ánh sáng rất là đẹp và lạ mắt, giúp cho anh em có thể điều khiển được những cái hiệu ứng ánh sáng theo mong muốn của anh em. Và cái sản phẩm này có tên là Nanlite Projection Statement. Đó, bề ngoài của cái sản phẩm nó rất là chắc chắn và cứng cáp luôn. Đó, thì đây làm bằng kim loại đó anh em. Rồi, trong hộp chúng ta sẽ có cái sản phẩm rất là nặng và bự luôn anh em. Rất là nặng nha. Nếu mà anh em mà đi theo team á thì mình nghĩ anh em nên phối hợp thêm một thành viên nữa. Chứ nếu mà anh em là cái người quay của set quay ngày hôm đó mà anh em rinh những cái đồ nặng như vậy thì rất là mỏi và ảnh hưởng tới cái khung hình của anh em đó. Và bỏ lên cái chân. Nặng quá. Khi mà anh em set lên trên cái chân á thì em nên để cái phía cái chân chịu lực nào á, nó ngay cái hướng của sản phẩm, ngay hướng của cái đèn. Rồi, nó hơi bị mất cân đối đúng không anh em, nhưng khi mà anh em gắn thêm cái đèn bên đây thì nó sẽ chịu lực lại. Và anh em nên sử dụng những cái chân đèn thật sự đảm bảo để có thể sử dụng được cái thiết bị này thật sự an toàn nha anh em. Và nếu như mà anh em nào á có những cái chân mà yếu á thì đừng gắn, tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới túi tiền của anh em đó. Khi mà anh em muốn gom cái ánh sáng lại nhỏ hơn thì anh em sẽ dùng những cái vòng như vậy đó, để anh em có thể gom được ánh sáng nhỏ hơn theo cái ý đồ của anh em, theo cái anh em muốn nhấn điểm nhấn trong khung hình. Và còn rất nhiều cái hiệu ứng, ví dụ mình thường xài những cái hiệu ứng cửa sổ, ví dụ như mình không muốn cái ánh sáng cửa sổ nó chả lên bàn thì mình sẽ cho nó chiếu thẳng lên tường để tạo một cái background nó có cái chiều sâu hơn. À, trong đây đó nó có một cái kẹp để anh em có thể nhét vô. Còn cái này là gì ta? Đây, cái này là cái chìa khóa. Và đây là hai cái thiết bị, hai cái sản phẩm của chúng ta. Thì BJ FM 36 độ á, thì mình gắn lên trên một con là FS60B. Và BJ BM 19 thì mình lại gắn trên FS300B. Tại vì hai con đèn này, hai cái thiết bị ánh sáng này có hai cái ngàm khác nhau, đó là mini bow em và bow em full. Thì khi mà anh em mua cái sản phẩm BJ FM 36 độ á thì lúc đó anh em chỉ có thể sử dụng được những cái dòng đèn ví dụ như Forza 60, Forza 60B hoặc là FS60B. Còn khi mà anh em có những cái đèn mà có ngàm bow em á thì anh em sẽ phải mua
một cái sản phẩm nữa, đó là BJ BM. Nó sẽ bự hơn, nặng hơn và rất thích hợp cho những cái production house mà có team nhiều người á, tại vì cái sản phẩm này rất là nặng. Và mình sẽ nói nhiều hơn, chi tiết hơn về cái con này ha. Còn nếu anh em nào có quan tâm về sản phẩm này á, thì mình sẽ dành một clip sau để hỗ trợ cho anh em, để review chi tiết cho anh em con này ha. Thì hôm nay mình sẽ focus vào con này. Rồi, thì hiện tại mình gắn lên trên cái đèn FS60B này á, cực kỳ nhỏ gọn và nhẹ, nó không có to. Và cái độ gom của cái Rochester BJ FM 36 độ này á, tức có nghĩa là độ rộng của nó mở hơn so với những cái dòng ví dụ như BJ BM19 này, thì độ rộng mở hơn, ánh sáng nó sẽ yếu hơn. Và cái con này thì độ rộng nhỏ hơn thì ánh sáng nó sẽ gom nó rất là sắc và nét, và cường độ ánh sáng sẽ rất là cao. Thì tùy vào nhu cầu của anh em mà anh em có thể chọn lựa sản phẩm ha. Thì hiện tại cái của mình đang là 36 độ, cái độ rộng 36 độ, và mình cảm thấy nó rất là vừa với lại cái nhu cầu của mình. Tại vì mình cần mở rộng để mình chiếu những cái khu vực, ví dụ như mình giả một cái cửa sổ, mình cần cửa sổ bự, nên mình thành ra mình sẽ dùng cái sản phẩm này để tạo hiệu ứng. Đi kèm với chúng ta bốn cái tấm hiệu ứng. Thì hiện tại mình đây thì hiện tại mình đang có 3 tấm và một tấm tay nhét trong đây. Một tấm cửa sổ nè, một tấm cái hình mũi tên nè, hình cây cối nè, và cái hình thù rất là đặc biệt luôn. Thì thường thường mình sẽ chọn cái hình cửa sổ hoặc là hình cây đó, rất là dễ dàng sử dụng. Và khi mà anh em cần cắt sáng hoặc là tạo cái hình khối theo ý anh em mong muốn á, thì anh em chỉ cần đóng những cái khung cửa kế bên này thôi, 4 cái khung. Cái sản phẩm này sẽ có 4 cái khung cho anh em có thể tự điều chỉnh từng góc của cái sản phẩm ha. Và khi mà anh em muốn focus cái độ đậm nhạt hoặc là cái độ tản của cái hiệu ứng á, thì anh em chỉ cần xịt tới xịt lui và khóa lóc lại thôi. Mặt trước á thì nó sẽ có những cái tấm, thì những cái tấm này á, nó thứ nhất á, nó sẽ đi kèm cho anh em những cái miếng mà anh em có thể gom lại ánh sáng nhỏ hơn, để anh em có thể chiếu điểm, chiếu vô những cái chủ thể mà anh em muốn nhấn sáng vào đó. Hoặc là anh em có thể bỏ những cái filter màu. Và hiện tại mình đang xài một con là FS60B, nó có nhiệt độ màu từ 2700-6500K, và mình có thể đổ màu được, nên hiện tại mình chưa cần cái gel mà đổ màu để tạo ứng. Mình chỉ cần ánh sáng trắng hoặc là ánh sáng vàng để tạo ứng thôi. Thì bây giờ mình sẽ thử cái hiệu ứng của cái đèn này ha. Đó, thì mình đã gắm một cái hiệu ứng cửa sổ vào, và mình sẽ bật cho anh em xem nha. Đó, thì rất đơn giản thôi, em chỉ cần gắm vô thôi. Cái ngàm này là mini bow em. Rồi, sẽ quay vào cái cửa sổ. Thì anh em chỉ cần chiếu thôi, nhưng mà phải lùi cái đèn lại nó mới có một cái hiệu ứng rất là bự. Đó, thì bây giờ mình sẽ lùi qua đây. Đó, đây, mình sẽ zoom out ra. Zoom out ra một tí. Rồi, hello. Đây, thằng bạn tôi đang ngồi làm việc. Đó, thì cái cửa sổ nó sẽ như vậy ha. Và khi mà anh em đổi những cái khác á, thì nó sẽ có những cái hiệu ứng khác. Anh em chỉ cần tăng dim thôi. Cái này chỉ có công suất là 60W thôi, nhưng mà khi mà anh em qua cái projector này á, nó sẽ hội tụ lại và tăng cái công suất đèn của anh em lên. Thì tăng công suất đèn này để làm gì? Thì nó sẽ giúp cho anh em có những cái hình hoặc là hiệu ứng thật là sắc nét. Và khi mà anh em chỉnh á, đó, có mờ rõ nè. Rồi, bật đèn lên, đi mờ xuống. Đó, đây là những cây ha. Và khi mà mình đổi sang những hiệu ứng khác, ví dụ như đây, những cái mũi tên chỉ xuống ha. Mình cũng biết cái hình này gọi là hình gì nhé. Thao tác rất là dễ luôn, nhưng mà anh em nhớ cẩn thận nha. Khi mà anh em xài trong khoảng thời gian dài á, thì những cái miếng này cực kỳ nóng và rất dễ phỏng. Anh em nhớ cái ánh sáng, cái hiệu ứng đầu tiên của clip không? Thì đó là ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống cái bàn. Thứ nhất, mình phải phụ thuộc vào cái ánh sáng của mặt trời và cái thời điểm mà mặt trời chiếu vào để quay clip.
Và thứ hai, mình không có thể nào mà dịch chuyển được cái hiệu ứng ánh sáng đó làm sao cho nó theo cái mong muốn của mình. Như hiện tại mình muốn cái hiệu ứng đó đẩy lên trên cái trần như vậy thì không thể nào mà làm được. Nhưng hôm nay mình đã có một cái phụ kiện ánh sáng để hỗ trợ cho chúng ta, hỗ trợ cho anh em một cái hiệu ứng ánh sáng cực kỳ đẹp và thú vị. Anh em hãy nhớ nha, vào ngày 24/3 sắp tới sẽ có một cái buổi workshop tạo hình ánh sáng cùng Nanlite Projector, là những sản phẩm nãy giờ mình review nè, và kèm những sản phẩm khác nữa của Nanlite. Anh em hãy tới trải nghiệm nha. Và nếu như anh em nào cảm thấy video này hay thì hãy đừng ngần ngại like, share và ủng hộ kênh của mình nhé. Khi mà anh em truy cập vào trang Kinh Con Việt Nam thì anh em hãy nhập mã code MINHDUC83 viết liền không dấu, và anh em sẽ được giảm giá bất kỳ sản phẩm nào anh em mua. Nhanh tay săn những cái phụ kiện chụp ảnh vào phim thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha. Bye bye.